này vào test máy con 03096 Messi máy ấy. Và lúc này đề cái đã đổ. Máy nổ êm lo luôn, xịn sò. Alo, bán nó chưa thèm chạy nữa luôn. Nó không thèm chạy luôn á. À, dê, nó nuôi dê, nó bán này nuôi dê. Tụ má hai cái bèn kia khủng khiếp luôn. Mẹ hai cái bèn như kiểu hai cái bèn của máy múc. Nói hơi rồi nhá. Tôi ra em không đó. Rồi cái này cái bơm nó sạc nó. Cái bơm sao nó lên sao mà không chịu xuống mà. Báo ông xã bảo cái bơm mà sao lên mà không chịu xuống. Nhẹ không đủ ký không xuống. Không đủ ơi. À. Mát cái này.
Và đấy hồi muốn giờ trộn đâu trộn dài. Lúc này các chuyên gia đang đến chăm sóc chiếc Mercedes 7F này 3096. Có thể quyết định trong giây phút về chứ. Đèn chậu về không? Đèn chậu về. Bà chậu ơi. Bà chậu đến ông chậu về. Mấy ông có bảo bà chậu đến ông chậu về. Thôi đến nha. Thôi em điện cho ông xã về đi. Anh điện hả? Anh điện đây. Em nói bảo về ngay. Bảo điện ngay, bảo mấy ông mua ông điện về để ông làm việc. Mày về tao bán hết gì? về lên sau, về quyết định cái đây. Về cho ta gặp chủ chứ đúng không? Em ơi, thôi chạy về đi tí, người ta cần gặp em nữa chứ. Của em mà đâu phải của anh đâu, quyết định được nha. Rồi ok, anh có nói rồi. Em ơi. Này, em nói chuyện luôn nãy đi, nó đang bắt chuyện. Thì cái bình này là bình của nó này, còn bình này, đó nói luôn. Cái tầng 6 của nó sao vô không được hả? Tầng đồng bộ. Rồi quý vị nha. Nói chung chiếc MF 3096 này anh em Tây Ninh hôm nay sang xem và để làm việc để em về nơi mà em rất cần thiết phải đến. Cái gì đến sẽ đến và cái gì đi nó sẽ đi. Rồi ok, mình xin dừng video tại đây. Xin chúc cả nhà một chút sức khỏe. Nếu có diễn biến mới thì Lê Tuấn sẽ thông báo. Còn bây giờ tình hình thế sự Ukraine và Nga vẫn đang còn giằng co. chưa phần thắng bại, cho nên là Lê Tuấn xin dừng tại đây. Xin hẹn lại video sau.